Kính thưa quý cô bác, anh chị em và các bạn, đây là 15 câu hỏi và trả lời tiếp theo trong phần tiền phạt và mức phạt khi lái xe ở Mỹ. Trong phần này có một cụm từ nổi cộm, đó là nồng độ cồn trong máu. Chào kiến nhà. Minnesota Fines and Limits Test. BAC, Blood Alcohol Concentration. Nồng độ cồn trong máu. Concentration, concentration. Nồng độ. Driving While Impaired, DWI. Lái xe trong khi bị suy yếu. While a vehicle is on a public road, which of its occupants may legally drink alcohol? A. The backseat passengers. B. The driver. C. Person at least 21 years old. D. None of the above. Câu 21. Trong khi một chiếc xe đang ở trên đường công cộng, ai trong số những người trong xe có thể uống rượu hợp pháp? A. Những hành khách ngồi ghế sau. B. Người lái xe. C. Người ít nhất 21 tuổi. Câu trả lời đúng là D. Không điều nào ở trên. Occupant, occupant. Những người trong xe. Passenger, passenger. Hành khách. Driver, driver. Người lái xe. None, none. Không điều nào. The only exceptions are passengers who are riding in buses or limousines for hire. Ngoại lệ duy nhất là những hành khách đi xe bus hoặc xe limousine cho thuê. Which of the following is not a reason for canceling your driver's license? Serving time in jail for a non-driving related violation. Câu 22. Điều nào sau đây không phải là lý do để hủy bằng lái xe của bạn? Câu trả lời đúng là thời gian ở tù vì vi phạm không liên quan đến lái xe. Reason, reason. Lý do. Cancel, cancel. Hủy. Non-driving related, non-driving related. Không liên quan đến lái xe. If a driver causes a fatal crash while fleeing a police officer, he or she may have to pay a fine of up to and go to prison for up to years. $20,000. 10. Câu 23. Nếu một tài xế gây ra một vụ tai nạn chết người mà chạy trốn cảnh sát, anh ta hoặc chị ta có thể phải trả tiền mặt lên tới khoảng trắng và ngồi tù tối đa khoảng trắng 5. Câu trả lời đúng là 20.000 đô la Mỹ và 10 năm. Fatal, fatal. Chết người. Flee, flee. Chạy trốn. For a second DWI conviction, your license will be revoked for at least 1 year if that offense occurred within years of your first DWI. 10. Câu 24. Đối với bản án DWI thứ hai, giấy phép của bạn sẽ bị thu hồi ít nhất 1 năm nếu hành vi phạm tội đó xảy ra trong vòng khoảng trắng 5 kể từ DWI đầu tiên của bạn. Câu trả lời đúng là 10. Offense. Offense. Hành vi phạm tội. Within. Within. Trong vòng. When you drive on any Minnesota roadway, you are giving implied consent to submission to chemical testing for alcohol or drug use. Câu 25.
Khi bạn lái xe trên bất kỳ con đường nào ở Minnesota, bạn đang ngụ ý bằng lòng với. Câu trả lời đúng là sự phục tùng kiểm tra hóa chất cho việc sử dụng rượu hoặc ma túy. Consent to. Consent to. Bằng lòng với. Which of the following will not usually result in the revocation of a Minnesota driver's license? Running a stop sign? Câu 26. Điều nào sau đây thường không dẫn đến việc thu hồi giấy phép lái xe ở Minnesota? Câu trả lời đúng là chạy qua một dấu hiệu dừng lại. For your DWI conviction, in 10 years, your license will be revoked for at least 1 year. Second. Câu 27. Đối với bản án DWI của bạn, khoảng trắng, trong 10 năm, giấy phép của bạn sẽ bị thu hồi ít nhất 1 năm. Câu trả lời đúng là lần thứ hai. A blood alcohol concentration, BAC, of or above will result in even more severe penalties. 0.16%. Câu 28. Nồng độ cồn trong máu từ khoảng trắng trở lên sẽ dẫn đến hình phạt nặng hơn. Câu trả lời đúng là 0.16%. Xin lưu ý với mọi người là theo tiếng Anh thì cái dấu chấm để phân cách thay vì dấu phẩy trong tiếng Việt trong trường hợp này. Above. Above. BAC, blood alcohol concentration. Nồng độ cồn trong máu. If you are convicted of stealing, your driver's license will be suspended. Gasoline. Câu 29. Nếu bạn bị kết án ăn cắp, khoảng trắng, bằng lái xe của bạn sẽ bị treo. Câu trả lời đúng là xăng. If you are found to be driving with a blood alcohol concentration, BAC, of or higher, you can be charged with DWI, 0.08%. Câu 30. Nếu bạn bị phát hiện lái xe với nồng độ cồn trong máu từ khoảng trắng trở lên, bạn có thể bị buộc tội lái xe trong khi bị suy yếu. Câu trả lời đúng là 0.08%. Be charged. Be charged. Bị buộc tội. What is the maximum fine for a felony DWI conviction? $14,000. Câu 31. Mức phạt tối đa cho một bản án DWI trọng tội là bao nhiêu? Câu trả lời đúng là $14,000. Cũng xin lưu ý ở đây, theo tiếng Anh thì dùng dấu phẩy để phân cách ngàn thay vì dấu chấm trong tiếng Việt. Maximum. Maximum. If a Minnesota driver under the age of 21 is convicted for a second time of driving with alcohol in his or her system, his or her license will be suspended for days. 180. Câu 32. Nếu một người lái xe ở độ tuổi dưới 21 ở Minnesota bị kết án lần thứ hai lái xe với rượu trong cơ thể, giấy phép của anh ta hoặc cô ta sẽ bị đình chỉ trong vòng khoảng trắng ngày. Câu trả lời đúng là 180. System. System. Cơ thể. In an alcohol-related crash, the one most often killed is the impaired driver. Câu 33. Trong một vụ va chạm liên quan đến rượu, người thường bị giết nhất là? Câu trả lời đúng là người lái xe bị suy yếu. Crash. Crash. Va chạm. A driver who has been drinking is more likely to A. Drive too fast or too slowly. B. Misjudge stopping distance. C. Weave or run off the road. D. All of the above. Câu 34.
Một tài xế đã uống rượu có nhiều khả năng. A. Lái xe quá nhanh hoặc quá chậm. B. Đánh giá sai khoảng cách dừng. C. Lạng lách hoặc chạy ra khỏi đường. Câu trả lời đúng là D. Tất cả những điều trên. Too slowly. Too slowly. Quá chậm. Misjudge. Misjudge. Đánh giá sai. Weave. Weave. Lạng lách. What is the maximum fine for fleeing a police officer? $5,000. Câu 35. Mức phạt tối đa khi chạy trốn cảnh sát là bao nhiêu? Câu trả lời đúng là $5,000. Flee. Flee. Chạy trốn. Come on. Đã hết phần 2, 15 câu. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin được hẹn gặp lại ở phần 3, 15 câu cuối cùng.